Vâng, chào mừng anh em đi 4 bãi ABCD của gì anh nhỉ? Sơn ạ. Sầm Sơn. Chị ơi, ơi, chết. Sầm Sơn rất là mát, đấy, bãi biển Sầm Sơn đẹp. Mát đấy, sợi. Chiều lắm mát. Tắm vẫn tươi mát. Lạnh chưa? Hơi lạnh lạnh chưa? Hơi lạnh lạnh thôi nhưng mà mát. Đúng không? Anh em ơi. Sầm Sơn mát lắm. Phê luôn. Phê phê. Mai về chưa? Mai về chưa? Em mai về. Mai đi sáng đến. Nói chung chơi chắc ở đây một ngày là hết đúng không anh? Có gì đâu. Ôi Sầm Sơn. Không, Sầm Sơn nó lúc ra mà chơi là cứ phải đi này, ở là ngày về là 3 ngày là vừa rồi, nhưng mà ở quá là không cần thiết lắm, vì Sầm Sơn nó cũng không có cái gì để mà chơi đâu mà. Thực ra chỉ là ra tắm biển ăn đồ hải sản thì rồi thì sao? Thôi. Nghỉ dưỡng thôi, nghỉ dưỡng đi thôi. Nhưng mà Sầm Sơn là nó chưa có khu vui chơi, nó buồn lắm. Rồi, hơi không có khu vui chơi. Đây là đền đền thờ tổ chức đây. À, đây là nút trường lại. Đây anh em vào đền không? Đền Đồng Phước này. Đấy. Nhau biết. Quá là xong đúng không? Tứ xứ Hà Nội bây giờ này, nó đấy nhỉ, nóng lắm nhỉ. Đúng nó thật sự là quá ngột ngạt luôn mà. Hà Nội nóng quá. Sớm mà cái này là nó cũng này là có ai là nói đúng là năm nay là nếu như mà dịch okay, nhưng mà nó thật sự ra mà học sinh là đi học trước rồi á, bây giờ nghỉ học á thì bây giờ nó quá đông khách kế liên tục đây á. Vâng. Nhưng mà như bây giờ thì nó vắng vắng thưa thưa đúng không? Nhưng mà thế này là nó đông rồi. Bây giờ là thưa quá thưa, bây thưa. Đây là mới khách sạn lớn là có khách thôi. Hoặc mặt biển là có khách thôi. Trong chưa thấy đúng không? Trong rồi chưa, đúng rồi chế. Đấy. Mà nói chung là học sinh mà nghỉ học bằng cái tháng 7 nữa. Nếu mà nó không mưa. Học sinh giờ là vẫn đang đi học. Rồi, chính xác. Hôm nay nó không nghỉ hè đâu. Tháng 7 không, vẫn được cái tháng 7 cho em. Em nói cái mất cả của bọn anh rồi. Tháng 7 nha, nó thật sự ra tháng 7 mà không bị mưa bão nha. Thì thôi rồi. Tức là dịch em mắc khỏe nhưng mà không mà không bị mưa nó lê lợi, đường lê lợi. Biết nào không? Quá nguồn Sầm Sơn. Quá đẹp. Phiêu lưu Sầm Sơn Sơn. Đây là phố cà phê này. Không có đèn mờ đâu, đèn mờ không có cà phê đâu, à? Đây không có phố đèn mờ hay gì hả anh? Có chứ, đèn mờ thì nhanh. Đấy, toàn mấy anh em này đang muốn đi cũng phát học vật. Mỗi tụi em bây giờ vợ con mới khổ. Chán. Thanh niên, mấy thanh niên này còn về chưa biết mùi gái là gì. Đấy. Ở đây đồ biển chơi xong. Ờ bài xong là bài A, thế là bài B. Đấy, vui chơi chứ kìa. Rồi. Ôi đây. Đây chưa đấy. Được. Đây là vui chơi công viên xanh. Công viên xanh bên này là chim này. Bên này này, công viên xanh này để chơi đồ chơi này. Đấy. Đấy. Phố
là đi gia đình hay là đi cơ quan? Toàn gia đình thôi anh ạ. Hôm nay chưa có cơ quan mấy, vì năm nay nó hết cái tiền đấy rồi. Hết tiền ngân sách rồi. Ngân sách rồi, đầu năm chưa làm. Đầu năm bây giờ không kiếm được tiền, ngân sách không có. Năm nay sách gia đình thôi mà. Toàn từ phá thôi, anh hiểu không? Đây, cũng vui chơi đây. Gia đình có. Anh cứ đi chậm chậm cho anh em ngửi tí mát anh ạ. Đây là phố chè. Đây là phố chè à? Con chè bưởi chè Sài Gòn. Đây có quán karaoke đúng không nhỉ anh? Có chứ. Thế rồi lúc nữa bạn Thái xuống bảo Thái đi hát karaoke đi. Hỏi Thái á? Anh em mình sông pha thôi. Toàn phố, thanh niên chưa vợ à? Phố karaoke đây. Ừ, phố là... karaoke có đèn mờ không anh ơi? Có. Có à? Có, các em ôm hấp có hết. Đầy đủ đúng không? Đây giới thiệu cho mấy bạn nam nữ thanh niên tại đây. Karaoke đây này, là vì bây giờ là đang mới mở hôm qua, mới chỗ mở, mà chưa cho bật điện. Thì chỉ là cho nó lát thôi. Cái nhà này thì, cái nhà mà bán cái này cái gì? Đâu, đúng không? Karaoke là karaoke có vịt vậy đúng không anh? Có chứ. Có hết à? Tốt nhất là nó là xịn. Đây đầy đủ đây, luân lên luân luân đây. Quay lại nói các bạn nghe nào. Đây có đầy đủ nhé, karaoke có vịt rất là đầy đủ đấy. Chỉ phụ tươi sống. Ghẹ 50 cân. Ghẹ toàn 45-50 cân thôi, không to hơn, không nhỏ hơn mấy đâu. Đây là phố đằng trước mình, đây là chợ hải sản. À, đây chợ hải sản đây anh em coi mua hải sản đúng không anh? Mai anh em làm cân gì đấy? Cá hôm nay thu được mùa bán rẻ không? 90-100 cân. Thế á? Cá bao tiền cân anh? Ghẹ nó nhiều loại lắm, 400-500. Cái loại ghẹ mà tầm 500 thì ghẹ như thế nào? Cân 3 con nó phải chơi ở 600-700. Ghẹ 1 con luôn. 4 con 1 cân thì... Đây toàn đào chợ hải sản, toàn tổng đại lý đi. Có đem chua không? Đem chua mai về. Thôi thôi, cái này cứ từ từ anh ạ, mai đi kiếm món. Mai đi mua chua đây. Mai đi mua cua này. Em chưa thanh hóa. Còn em đi để biết, để mai biết đi ra thế này. Còn em đang đi khám phá mà. Mai còn hành trình đây mai. Phố gì thế? Thực sản. Phố hải sản, chơi hải sản. Lê Thánh Tông, nhớ là Lê Thánh Tông chưa? Phường Bắc Sơn nhá. Nhớ mai cứ bảo ra chợ hải sản biết ngay mà, lo gì. Chợ hải sản nó đầy, đầy. Nói chung đến biển thì mò chả thiếu gì ngoài mà đồ biển. Bán rẻ không mà. Ở đây bán rẻ như cho nha anh em. Như cho, cứ đưa tiền là cho hết. À đúng, năm nay tôm hùm bán rẻ mà. Cái gì cũng rẻ, năm nay thì thế toàn tâm, anh em cứ yên tâm. Vì vụ ăn uống được cái là rẻ, mắc cũng mắc. Hôm nay có rẻ không? Ăn theo khách sạn thì... Rẻ. Ăn 2 triệu mà vui rồi, về luôn anh ạ. 2 triệu mà bao nhiêu người mà có 2 triệu? 6 người. À đúng rồi, 300 một người là được rồi. Thế 300 một người là đủ. 2 triệu tư. Đấy, cho 2 triệu tí tí. 2 triệu tư. 2 triệu tư mà 64, 24 à? Vâng. Người hết 400. 400 được. Được. 400 là ăn là rẻ lắm. Nói chung là ghe cũng đầy đủ, tôm hùm các kiểu, rồi là gì? Hàu, rồi là mực, rồi là bề bề. Gọi là... ăn food option. Vỉa 49 cân với cả vỉa hàu các kiểu. Hàu là vỉa đầy đủ. Ừ, 2 triệu tư. Nhưng mà anh em thấy là đầy đủ đó. Chuyến hành trình anh em mới vẫn đang ở phố Lê Thánh Tông. Chúng ơi gửi. Rồi bây giờ chúng ta lại quay lại với vị trí gần ban đầu. Máng lợn ban gần ban đầu. Gần lại máng lợn rồi. Đây cà phê, cà pháo anh em chuẩn bị lại điểm đều từ nhà khách mình lần lượt miền Bắc. Đúng rồi, cà phê cà pháo đấy chim. Hả?
Tài nguyên và Môi trường của tỉnh Bắc Giang và tỉnh Thanh Hóa. Đây Sở Tài nguyên hay là gì đấy? Em ở Bắc Giang à? Không. Em ở Bắc Giang. Em ở miền Trung cơ. Em ở gần đây luôn. Khách sạn Phương Linh 2 của anh Lê Long. Phương Linh này của anh Lê Long đúng không? Nguyễn Đức Lọ, Nguyễn đang xây cái 18 tầng này, cái là đang có mình. Là của ai? Wow. Em nghe anh ơi. Không. À, em ở chip đi Thanh Hóa. Vâng, em đi về anh em ở công ty mà. Dạ. Dạ. Dạ, bánh xe. Đi chơi. Chứ ở đây là một quán cà phê. Anh đang anh đi làm không? Đọc sách lắm. Nghe ăn cơm chưa? Cô đó phải đến thứ ba mới vào mà nhập viện đấy, nhưng mà nó đang ho bên hết ổn không? Chưa chứ cũng cảm nén cái màu là nó màu thứ tư màu, nhưng mà nó ho đến toàn khách gia đình chưa mà tới này anh tới này anh đứng ở chỗ đấy à? Không, anh đứng ở xe đẹp rồi, đứng ở tại B. Ai đi ăn sáng đi chợ thì anh em gần đến cuối bến rồi. Sầm Sơn mát tuyệt vời. Đúng rồi. Sao chị thôi, chị có đi Sầm Sơn không? Có. Ok. Đây mới là khách lạ Phương Linh 1 đây đúng không? Phương Linh 2 này. Đây là của ông Long và ông Hưng. Sao ông biết đây? Ôi sợi nhà em Thanh Hóa biết gần hết đấy. Rồi đây. Ông Long làm cái gì đây? Long thì có ông em là ông Châu. Châu ở trước Châu đi bộ đội hôm qua và tôi ngoài ở Bắc. Long thì sinh năm 72 thì ra anh nhỉ? Anh Nhâm Bình Hai là ở đây luôn. Ta đứng đây đây. Còn nhiêu nhà gần chúng mình chưa? Đây nhà mình đây rồi. Mai biển nhà mình đây rồi. Tạm biệt anh em.